học điệu Sluroc cách thứ hai. Nốt bát, học âm nào bát nốt đó. Là ta sẽ sử dụng nốt bát dây 4, dây 3, dây 2, dây 3, dây 1, 2, 3, nốt bát dây 5, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, bát, bát, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, bát, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3, bát, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Ngoài trừ 3 ngón, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út là ứng dụng cho dây 1, dây 2, dây 3. Còn lại dây 4, dây 5, dây 6 là phải đàn ngón cái hết. Ngón tay. Bây giờ ta sẽ sử dụng bàn phím. Bàn phím thì nó phức tạp hơn.